Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Bích Thuận, tổng giám đốc công ty Quảng Đà bán đất ảo lừa nhiều người, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên 30 tuổi, chú phường Tam Thuận quận Thanh Khê, cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Uyên là người giúp sức tích cực cho bà Thuận, nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân. Khám xét nơi ở của Uyên, đơn vị phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn như đồng hồ trang sức Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã kịp thời thu giữ toàn bộ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng chiếm đoạt. Nhằm động viên khích lệ tập thể ban chuyên án, giám đốc công an thành phố đã gửi lời khen ngợi và thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án về thành tích xuất sắc trên.